Xin chào tất cả các em. Anh thấy có rất nhiều em rất sợ hãi môn hóa, không biết nên học hóa như thế nào và bắt đầu từ đâu. Thì từng là một học sinh giỏi hóa của trường, anh hy vọng những cái kiến thức của anh và cái cách thức truyền đạt của anh sẽ giúp các em học môn hóa một cách đơn giản và hiệu quả hơn. Anh không thể khẳng định rằng sau khi học á, thì các em có thể học trở thành học sinh giỏi hóa được, nhưng mà chắc chắn các em có thể đi từ học sinh yếu, trung bình lên đến học sinh khá đối với môn hóa và sẽ cảm thấy rằng môn hóa thực sự không khó như các em nghĩ. Chương trình anh viết ra thì nó có thể dùng để học khi mà các em đã là học sinh cấp 3 và tất cả các cấp học, tức là lớp 10, lớp 11, lớp 12 đều có thể học được. Và anh sẽ thiết kế nó ngắn gọn nhất. Cái bí quyết để mình có thể học được từ yếu, trung bình lên đến khá môn hóa là việc các em sẽ chỉ tập trung vào một vài những cái vấn đề quan trọng và vấn đề chính thôi. Mình bỏ qua hết những cái lan man đi thì mình sẽ học hóa một cách có trọng tâm hơn. Và hôm nay cái bài đầu tiên mà anh muốn giới thiệu đến các em á thì chúng ta sẽ nói về nguyên tử. Tức là các em cứ tưởng tượng như ví dụ như viên phấn nhé, hoặc là tất cả các đồ vật xung quanh chúng ta. Nếu như có thể chia nhỏ được đến cái mức mà không thể chia nhỏ hơn được nữa thì cái hình ảnh đó người ta gọi là nguyên tử. Vậy nguyên tử là gì? Thì ở đây nguyên tử gồm có lớp hạt nhân, là bao gồm có hạt proton và hạt neutron. Trong đó hạt proton á, cái hạt màu đỏ này, là nó mang điện tích dương. Và hạt neutron thì nó không mang điện tích. Hai cái hạt này kết hợp với nhau tạo thành lớp hạt nhân. Và xung quanh hạt nhân đó chính là lớp các cái hạt electron bay xung quanh hạt nhân. Thì electron là nó mang điện tích âm, tức là cái số lượng proton trong hạt nhân bao nhiêu thì cái số lượng electron ở bên ngoài lớp vỏ hạt nhân nó cũng phải như thế. Ví dụ như trong hạt nhân có một proton thì ở ngoài electron cũng phải có một electron để nó trung hòa về điện. Và nó có cái hình ảnh cấu hình giống như kiểu là mô hình hành tinh nhé, tức là mặt trời ở trung tâm và các hành tinh bay xung quanh. Mặc dù là electron nó không bay theo cái quỹ đạo tròn như thế, nó bay khá là hỗn loạn, nhưng mà chúng ta cứ tạm chấp nhận là như thế. Sau này có thể có những cái bài nó nghiên cứu sâu hơn thì anh sẽ đưa ra một số các dạng bài tập về ví dụ như là proton với neutron thì nó có cái số lượng, nó phải theo một cái quy tắc nào đó chứ không phải là một proton thì bao nhiêu neutron cũng được đấy. Và tất cả các cái chất trong hóa học cũng như xung quanh chúng ta thì đều phải bắt đầu từ nguyên tử. Ví dụ như ở đây anh sẽ có cái bảng tuần hoàn các nguyên tố nhé. Anh sẽ mở bảng tuần hoàn lên nhé. Đây là cái bảng tuần hoàn nguyên tố mà các em hay học này. Thì các em thấy ví dụ như là trong hạt nhân này có một proton thì nó sẽ ứng với nguyên tố hydro. Đây, số 1 này. Số 1 này vừa biểu thị là số thứ tự, cũng là biểu thị số proton trong hạt nhân luôn. Nếu như trong hạt nhân mà có một proton á thì cái nguyên tố đó là nguyên tố hydro. Không cần quan tâm là bao nhiêu neutron nha các em. Chỉ cần ví dụ một proton thì đương nhiên là lớp vỏ hạt nhân sẽ có một electron và cái hạt nhân này có thể là có một neutron hoặc là hai neutron, thậm chí là không có neutron nào. Nhưng mà chỉ cần nó có một proton này thì nó chính là nguyên tố hydro. Tương tự như thế, nếu như nó có hai proton thì nó là nguyên tố heli và ba proton thì nó là nguyên tố liti. Tức là nó cứ càng nhiều proton thì cái khối lượng của nó sẽ tăng lên dần này và các cái nguyên tố sẽ sắp xếp như trong bảng tuần hoàn hóa học mà các em hay sử dụng ạ. Các em nhớ là khi học hóa bắt buộc mình phải có bảng tuần hoàn nhé. Bắt buộc có bảng tuần hoàn. Để làm gì? Thì tí nữa anh sẽ hướng dẫn. Anh sẽ nói tiếp cái tác dụng của bảng tuần hoàn. Đấy. Thì như vậy các em thấy này. Cái điều quan trọng mình phải quan tâm đó là cái hạt nhân gồm có proton và neutron. Lớp vỏ gồm có electron. Và cái số proton trong hạt nhân này nó sẽ bằng với số electron ở ngoài hạt nhân. Đấy. Tiếp theo, để làm được các cái bài tập trong hóa thì các em cần phải cái quan tâm đến một cái công thức. Đó là công thức tính số mol. Đây. Công thức tính số mol.
Số mon này có ý nghĩa là gì? Số mon này chính là cái số lượng. Các em nhớ là số lượng nguyên tử nhé. Bởi vì cái nguyên tử nó rất là bé và khối lượng của nó rất là nhỏ. Khối lượng của nguyên tử chủ yếu là do proton và neutron tạo ra. Còn cái electron thì khối lượng nó rất là nhỏ, không đáng kể nhé. Thì cái số mol này ạ, một mol này có nghĩa là bằng 6,022 này nhân 10 mũ 23 để thiếu này, 10 mũ 23 nguyên tử. Nó chẳng qua chỉ là một cái đơn vị về số lượng thôi. Đấy, các em không cần quan tâm nhiều lắm. Các em cứ hiểu rằng cái số mol một mol chất này nó chính là cái ước lượng một cái số lượng nguyên tử nhất định để người ta có thể dùng làm tính toán được. Và cái công thức tính số mol này thì nếu như tính theo khối lượng á thì số mol sẽ bằng khối lượng là m nhỏ này chia cho khối lượng mol. Đấy. Thì cái khối số mol n nhỏ này là số mol chất này, m nhỏ là khối lượng chất, người ta tính bằng gam. Bình thường giống như các em thấy ví dụ người ta tính là 100 gam hoặc là 1 kg. Đấy, cái m này chính là cái khối lượng chất. Thường là đề bài cho hoặc là nó sẽ bắt mình tính. Và cái m lớn ở dưới mẫu này này chính là khối lượng mol chất. Cái khối lượng mol này là nó sẽ nằm trong bảng tuần hoàn. Anh sẽ chỉ cho các em thấy nhé. Đây. Cái số nhỏ nhỏ bên góc này này chính là khối lượng mol là m lớn đó. Thì các em thấy hydro có m lớn của nó bằng 1 này. Heli có m lớn của nó bằng 4 này. Đấy. Các em thấy nó là cái số bên góc này thì nó sẽ được làm tròn. Ví dụ như là ở đây là 10 của nguyên tố carbon á, khối lượng mol của nó là 12,01 thì các em làm tròn là 12. Của nitơ là 14,007 thì các em làm tròn là 14 nhé. Riêng cái nguyên tố clo này là 35,45 thì mình sẽ lấy tròn là 35,5. Đấy. Còn các cái nguyên tố khác thì mình cứ nếu như mà nó nhỏ hơn 5 á, rất là nhỏ này, 12,01 chẳng hạn này, thì mình làm tròn xuống. Còn nếu như mà nó lớn, ví dụ như ở đây là Gali 69,72 mình sẽ làm tròn là 70. Ví dụ đồng là 63,54 thì người ta thường làm tròn là 64 luôn. 64. Đấy. Đó là cái về cái khối lượng mol này. Đó, các em nhớ công thức này rất quan trọng này. N bằng m nhỏ chia m lớn. Cái này mình phải ghi vào trong góc từ giấy khi mình làm bài để mình nhớ. Mình sẽ làm một số cái bài tập về cái công thức này nhé. Tức là khi cái đề bài người ta cho các em lúc nào cũng phải chuyển về số mol hết. Ví dụ này. Ok, phần bài tập tổng hợp đi. Đây sẽ có một số bài tập. Anh sẽ che nó lại để vừa nói vừa giải cho các em hiểu. Đấy, ví dụ này, tính số mol của 11,2 gam sắt. Đấy, đây là những cái bài tập rất là cơ bản nhé. Thì ở đây ta có này, ta dựa vào cái công thức lúc nãy. N nhỏ bằng m nhỏ chia m lớn đúng không ạ? Thì ở đây đề bài đã cho là 11,2 gam này chính là m nhỏ. Em nhỏ thì muốn tính được số mol á thì ta có 11,2 gam ở tử này, ta cần có ở mẫu nữa thì cái nguyên tử khối tức là cái khối lượng mol của sắt thì ta sẽ tra trong bảng tuần hoàn nhé. Sắt này, sắt nằm ở ô thứ 26, các em thấy này, sắt nằm ở ô 26 này, và cái khối lượng mol nguyên tử khối của nó sẽ là 55,85. Cái khối lượng mol và nguyên tử khối là một nhé các em. Nguyên tử khối của nó là 55,85, có nghĩa là 56 thì sẽ bằng số mol của nó sẽ bằng 11,2 là m nhỏ chia cho m lớn là 56. Đấy. Ta sẽ có này, em thấy không? Số mol của sắt này bằng m nhỏ chia m lớn. Trong đó m nhỏ được đề bài cho là 11,2 gam và m lớn là 56, chia ra cho kết quả là 0,2 mol. Tiếp theo này, tính khối lượng của 0,5 mol NO. Tức là ở đây người ta đã cho cái số mol rồi, cho số mol rồi và người ta bắt tìm khối lượng. Thì ta lại nhìn công thức này. N nhỏ thì bằng khối lượng
chia cho nguyên tử khối. Như vậy cái khối ta sẽ tính đảo ngược lại, khối lượng thì sẽ bằng n nhân với m lớn. Đấy. Cái bài toán trong hóa nó rất là đơn giản. Cái vấn đề chính chỉ là em có viết được phương trình phản ứng thôi. Chứ còn cái toán của hóa nó đơn giản cực kỳ luôn. Thì ta có số mol này, ta cần tìm m lớn của NO. NO nên là hợp chất của nitơ và oxy thì ta sẽ tìm nhé. Thì nitơ nguyên tử khối của nó là 14 này. Oxy nguyên tử khối của nó là 15,99, ta làm tròn là 16. Như vậy thì cái m lớn của NO sẽ bằng 14 này, cộng 16. Các em thấy ở đây nó ở dưới của nó không có số gì hết, tức là đều là 1. Nếu như có số, ví dụ N2O thì các em phải lấy 14 nhân 2 cộng với 16 nhé. Ở đây nó không có số gì hết thì ta chỉ việc lấy 14 cộng 16 thôi là 30. Như vậy theo công thức thì ta sẽ có là đây, số mol sẽ bằng khối lượng chia cho nguyên tử khối, thì suy ra khối lượng sẽ bằng số mol nhân với nguyên tử khối sẽ bằng này, 0,5 là số mol này, nhân với nguyên tử khối của NO là bằng 14 cộng với 16 cho kết quả là 15 gram. Đấy. Thực ra cái bài tính số mol này nó rất là cơ bản và các em làm vài lần là các em sẽ thấy thôi. Sẽ biết cách làm thôi. Ngoài ra thì đây là cái công thức chuyển đổi giữa khối lượng tính bằng gam á, ra số mol. Còn cái công thức mà chuyển đổi từ thể tích thì các em biết là ở trong hóa học á, trong tự nhiên bình thường thì sẽ có chất ở thể rắn và chất ở thể khí đúng không? Thì nếu như ở thể rắn thì ta dùng công thức ở trên nhé. N nhỏ bằng khối lượng chia cho nguyên tử khối. Còn nếu như mà chất mà ở thể khí á, thì ta dùng công thức ở dưới. Tức là số mol bằng thể tích chia 22,4. Đấy. Nhưng mà em phải nhớ là người ta sẽ ghi là điều kiện tiêu chuẩn này. Người ta sẽ viết tắt là DKTC. Này mình sẽ chia cho 22,4. Đấy. Thì ở đây N nên là số mol ở chất khí này. Và V nên là thể tích. Rồi ok. Đây cái công thức này, hai công thức rất là quan trọng này. Công thức trên và công thức dưới này. Thì chúng ta sẽ làm một số bài tập liên quan đến cái này nhé. Tính số mol của 4,48 lít khí nitơ. Đây. Các em nhớ là nếu như mà chất khí mà nó ở dạng đơn chất nó luôn có số 2 ở dưới. Tức là chất khí nó ở đơn chất thì nó không đi một mình mà nó sẽ đi theo cặp. Thì ở đây là nitơ là phải ghi số 2 này. Ví dụ như là oxy mình cũng phải ghi là O2. Hydro mình cũng phải ghi là H2. Đó là những cái chất ở dạng đơn chất. Còn nếu như mà hợp chất thì khác nhá. Hợp chất thì tùy cái cách cấu tạo của nó. Ở đây này, tính số mol của 4,48 lít khí H2 à, lít khí nitơ, tức người ta ghi N2 á, thì theo công thức mình sẽ có là N thì bằng V chia 22,4. N bằng V chia 22,4. Mà ở đây ta còn đã có V rồi là 4,48. Thì tính N rất là đơn giản, ta chỉ việc lấy V chia cho 22,4 thôi. V chia cho 22,4 bằng 4,48 chia cho 22,4 này bằng 0,2 mol. Đó. Rất đơn giản đúng không ạ? Thì các em phải nhớ hai cái công thức này. N bằng M nhỏ chia M lớn và công thức ở dưới N bằng V chia 22,4. Đấy. N này đều là cái số mol nhá. Số mol này là nó có số của nó đấy, nhưng mà chúng ta không nên quan tâm, không cần quan tâm đâu. Chúng ta muốn giỏi hóa, tức là muốn từ yếu trung bình lên khá, thì cái việc quan trọng đầu tiên là các em chỉ tập trung học những cái vấn đề mà mình cần thiết thôi. Còn những cái mà nó lan man hoặc là nó dùng để học chuyên sâu hơn thì mình chưa cần áp dụng đâu. Đó. Như vậy bài hôm nay anh đã giới thiệu cho các em về cấu tạo của nguyên tử này. Gồm có hạt nhân là có proton và neutron, và lớp vỏ nguyên tử là các electron. Và thứ hai là hai công thức rất là cơ bản và quan trọng trong hóa mà các em phải luôn luôn ghi nhớ. Còn nếu như mà không nhớ được thì phải ghi ra cái góc bên trái của tờ giấy á, trước khi mình làm bài để mình nhìn vào đó mình làm được ngay. Đó là tính số mol dựa vào khối lượng thì N nhỏ bằng M nhỏ chia cho M lớn. Trong đó này, M nên là khối lượng của chất tính bằng gam. Tính bằng gam nha. Nếu là kg thì mình phải đổi ra gam đó. Còn M lớn nên là khối lượng mol thì nó có trong bảng tuần hoàn rồi.
nên là cái bảng tuần hoàn này lúc nào học khóa cũng phải cầm theo hết. Thứ hai là tính số mol qua thể tích, thì công thức là N bằng V chia 22,4, trong đó V là thể tích tính bằng lít nhá. Nếu như mà người ta cho ml là mình phải đổi ra lít này, nhớ ghi cả cái đơn vị này vào để cho mình không quên được. Đấy, đây là hai cái công thức quan trọng này. Bài hôm sau anh sẽ hướng dẫn các em bắt đầu học từ những cái đơn chất cơ bản nhất, và anh sẽ tiết lộ một cái công thức bí mật. Chỉ cần dùng cái sơ đồ đó, một cái sơ đồ bí mật chứ. Cái sơ đồ đó thì các em áp dụng là các em có thể biết được cái cách viết phương trình của rất là nhiều phương trình. Và cái bài giảng của anh đến đây là kết thúc rồi. Nếu như mà các em có bất kỳ thắc mắc nào thì comment ở dưới nhé. Còn nếu như mà cảm thấy hay và muốn nghe nữa thì các em ấn chuông thông báo và ấn like nhé. Có thể chia sẻ cho anh luôn cũng được. Anh cảm ơn rất là nhiều. Và xin chào các em, hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo. Bye bye.